Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Sáng ngày 24 tháng 2, đồng chí Võ Kim Cử, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thi công, tặng quà động viên cho các đơn vị thi công công trình thuộc dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Cùng đi về phía tỉnh có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn, Đặng Quốc Khánh, lãnh đạo một số sở ngành. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Kiểm tra tiến độ thi công công trình cầu Đồng Văn trên tuyến tỉnh lộ 551 bắc qua sông Ngàn Sâu, nối giữa xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ với xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, với tổng mức đầu tư 142,23 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Miền Trung thi công. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Kim Cử biểu dương đánh giá cao sự phối hợp giữa các địa phương đơn vị trong công tác giải phóng mặt bằng, giám sát thi công, nhất là trước, trong và ngay sau Tết đã tập trung huy động máy móc, nhân lực thi công công trình và đến nay đã hoàn thành 62% khối lượng, đạt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Đồng chí Võ Kim Cử nhấn mạnh, đây là dự án cấp bách nhằm thay thế cầu treo Chợ Bồng đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng, là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các huyện Đức Thọ, Vũ Quang và khu vực. Vì vậy, các sở ngành địa phương liên quan cần khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công hoàn thành công trình trước ngày 19 tháng 8 2015. Kiểm tra tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục xi phong Ngàn Sâu, đập dâng thị trấn Vũ Quang, đầu mối hồ chứa nước thuộc hệ thống dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Kim Cử đánh giá cao các đơn vị thi công, các lực lượng đang lao động trên công trường đã ra quân với một khí thế sôi nổi, khẩn trương ngay những ngày đầu xuân. Đồng chí Võ Kim Cử cũng đã yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung huy động tối đa nhân lực, phương tiện máy móc thi công liên tục để hoàn thành các công trình đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, đảm bảo chất lượng. Sáng ngày 23 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, đồng chí Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ sản xuất rau củ quả tại bãi Bồng và tiến độ xây dựng trại lợn nái của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sơn tại xã An Phú. Cùng đi có một số sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tổ hợp sản xuất rau củ quả tại bãi Bồng xã An Phú có diện tích 7,8 ha, trong đó quy hoạch 5,6 ha trồng cà rốt và 2,2 ha trồng bí đỏ Nhật. Sau khi hoàn thiện mặt bằng, lắp đặt hệ thống đường điện, hệ thống tưới phun mưa tiết kiệm nước, Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh đã cung ứng giống thuốc bảo vệ thực vật, 55 xã viên đã tiến hành xuống giống. Đến nay, sau 2 tháng đưa vào gieo trồng, toàn bộ diện tích cà rốt và bí đỏ phát triển khá tốt. Nói chuyện với bà con xã viên tổ hợp tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn cho rằng, việc đưa giống cà rốt và bí đỏ vào gieo trồng trên vùng đất bãi bồi ven sông này rất phù hợp, cây phát triển khá tốt. Hiện nay thời tiết khá thuận lợi, bà con nhân dân nên tiến hành làm cỏ, xới sáo và bón phân cho cây sinh trưởng và phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xã An Phú bám sát cơ sở, hướng dẫn người dân trồng và chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vụ sản xuất đầu tiên thắng lợi toàn diện. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng trại lợn nái của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sơn CT với quy mô chăn nuôi 600 con lợn nái. Công ty đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại đúng tiêu chuẩn. Hiện nay đã hoàn thiện hệ thống chuồng mang thai và đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Dự kiến ngày 10 tháng 3 sẽ đưa lợn nái bố mẹ vào chăn nuôi. Cùng với tặng quà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị sau những ngày vui Tết đón xuân, công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Sơn CT cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống chuồng trại, đảm bảo trại đi vào hoạt động đúng kế hoạch. Bên cạnh tổ chức tốt công tác sản xuất, chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, công ty cũng cần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình neo đơn, trẻ em mồ côi, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Chiều ngày 24 tháng 2, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Trong dịp Tết Nguyên đán 2015, các ngành, các địa phương trong huyện thực hiện tốt công tác phục vụ nhân dân đón Tết cổ truyền, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, vui xuân, nhưng vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, hàng hóa cung ứng phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả bình ổn. Công tác chăm lo cho người có công cách mạng, đối tượng khó khăn được chú trọng và triển khai đầy đủ, góp phần tạo điều kiện để toàn dân huyện nhà đón Tết trong không khí vui tươi, ấm cúng. Lĩnh vực giao thông đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi lành mạnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đánh giá cao những nỗ lực của các ban ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chào mừng năm mới, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán 2015 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Trong đó nổi bật là thực hiện tốt công tác bình ổn thị trường, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người nghèo, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Đồng chí Phạm Hữu Bình chỉ đạo ngay sau nghỉ Tết, các ban ngành địa phương cần phát động phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tạo khí thế phấn khởi sôi nổi, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngay từ đầu năm. Đặc biệt các địa phương đơn vị cần chuẩn bị tốt mọi điều kiện để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Sáng ngày 27 tháng 2, Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc với xã Sơn Thọ để nghe, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện các ban xây dựng Đảng huyện ủy, một số phòng ban Ủy ban nhân dân huyện, thành viên đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã Sơn Thọ. Sau khi nghe xã Sơn Thọ báo cáo công tác chuẩn bị thông qua dự thảo văn kiện đại hội, tiến hành kiểm tra, nghiên cứu kịch bản và các văn kiện liên quan, các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hà Văn Trọng, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và các đại biểu đã đánh giá một số kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị cho đại hội của xã, đồng thời thẳng thắn đóng góp một số ý kiến như mặc dù đã xây dựng kịch bản đại hội, tuy nhiên một số nội dung chưa thực sự chi tiết, cần phải cụ thể hơn để trong điều hành tránh lúng túng, bị động. Các báo cáo đã có sự đầu tư, tuy nhiên vẫn chưa thực sự nêu lên được kết quả nổi bật, sự lãnh đạo của ban chấp hành, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Phần tồn tại vẫn còn chung chung, chưa làm rõ được nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Các đại biểu cũng đã nhấn mạnh các báo cáo cần phải tiếp tục đầu tư chỉnh sửa, thêm bớt một số mục, câu từ, nhất là số liệu. Hiện tại nhiều số liệu chưa chuẩn xác, còn chồng chéo. Về tham luận tại đại hội cần cơ cấu hợp lý, hiện tại vẫn còn nặng về phát triển kinh tế. Gắn với đó tham luận phát biểu cần có những hiến kế, giải pháp trên các lĩnh vực. Diễn văn khai mạc, bế mạc cần ngắn gọn, súc tích, cần đầu tư trang trí hội trường, khánh tiết kỹ càng, sạch đẹp, trang trọng. Chương trình văn nghệ chào mừng phải tạo được không khí vui tươi phấn khởi. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận đánh giá cao công tác chuẩn bị của xã Sơn Thọ, đồng thời nhấn mạnh Đại hội Đảng bộ xã Sơn Thọ không những là đại hội điểm cấp xã thị của huyện mà còn là đại hội điểm của tỉnh. Đây vừa là vinh dự nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Do đó, huyện cũng như các cơ quan ban ngành liên quan cần quan tâm giúp đỡ xã Sơn Thọ để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp. Đề nghị xã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhất là điều chỉnh số liệu, câu chữ phù hợp, chuẩn xác. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Vũ Quang. Chiều ngày 27 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2015. Tới dự và tặng hoa chúc mừng có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy cùng đại diện các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trần Đình Thành, Trưởng phòng Y tế huyện cùng chủ trì buổi lễ. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, tự hào về những thành quả đạt được, những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống đó, những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, công tác y tế trong huyện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế Dự phòng và Trạm Y tế các xã thị trấn từng bước được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, hệ thống y học cổ truyền từng bước phát triển. Đội ngũ y bác sĩ tăng về số lượng và không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Đến nay, toàn huyện có 212 cán bộ, viên chức ngành y tế, 100% trạm y tế có bác sĩ, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, các dịch vụ y tế ngày càng đa dạng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hạ thấp, chất lượng dân số ngày càng được nâng cao, các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng được duy trì, thực hiện nghiêm túc.
Huyện Vũ Quang là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã chúc mừng và bày tỏ niềm tin, biểu dương những kết quả mà các cán bộ, nhân viên ngành y tế huyện Vũ Quang đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy mong muốn thời gian tới, các y bác sĩ cần tiếp tục đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi y đức, làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y phải như từ mẫu, tiếp tục chủ động kiểm soát, dự báo tình hình, ngăn chặn kịp thời các loại dịch bệnh, góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Tại buổi tọa đàm kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, nhiều địa phương đã được đón bằng chứng nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân trong ngành y tế huyện đã được nhận giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tối ngày 26 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Tới dự có đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê, đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, một số cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Đêm giao lưu văn nghệ diễn ra trong không khí sôi nổi với gần 20 tiết mục do các cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, các trường học đóng trên địa bàn thị trấn biểu diễn. Xuyên suốt đêm giao lưu là các tiết mục múa hát ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, nhất là ca ngợi những người thầy thuốc đang ngày đêm tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đêm giao lưu văn nghệ là dịp để các cán bộ y tế trên địa bàn đoàn kết, giao lưu, thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí thi đua sôi nổi để tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn. Cũng nhân dịp này, các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể đã tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, bằng tinh thần trách nhiệm với nghề và sự phấn đấu học hỏi không ngừng, Trạm trưởng Y tế xã Đức Lĩnh Nguyễn Xuân Lam đã trở thành tấm gương sáng về y đức, được cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận, nhân dân trong xã tin yêu, mến phục. Năm 1983, sau khi tốt nghiệp khóa trung cấp y sĩ trường trung cấp quân y quân khu 4, anh Nguyễn Xuân Lam lên đường nhập ngũ, phục vụ công tác y tế ở Sư đoàn 968 tại nước bạn Lào. Sau hơn 7 năm phục vụ trong quân đội, đến tháng 7 năm 1990, anh về phục viên và được chính quyền xã Đức Lĩnh phân công làm trạm trưởng trạm y tế xã Đức Lĩnh. Những ngày đầu về nhận công tác, anh gặp muôn vàn khó khăn bởi cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp, thuốc men thiếu thốn. Nhưng với lòng yêu nghề, anh đã cố gắng ổn định củng cố đội ngũ nhân viên y tế từ thôn đến xã, kịp thời tham mưu cho chính quyền xã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, lập kế hoạch hoạt động cho từng tháng, từng quý. Do đó, cán bộ trạm luôn bám sát vào các chỉ tiêu trên giao và thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế. Bản thân anh đã được xã cử đi học lên bác sĩ và trở thành bác sĩ đầu tiên của trạm. Với nguyện vọng là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được tốt, thì với tấm lòng đạo đức của người thầy thuốc, tôi luôn luôn mày mò tìm hiểu bệnh tật của người bệnh để chăm sóc cho người dân khỏi bệnh và để có sức khỏe để công tác và làm việc và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn của xã nhà. Đức Lĩnh là một địa phương thuần nông, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn nên việc chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chưa được người dân coi trọng. Trước thực trạng đó, ngoài việc nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người trạm trưởng, khám chữa bệnh cho nhân dân tại trạm, anh còn thường xuyên cùng với cán bộ trạm và thôn tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tự bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng cho bà con nhân dân. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các công trình phụ đảm bảo theo các tiêu chí xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo bộ tiêu chí mới. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, công tác khám chữa bệnh của trạm đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Không chỉ phấn đấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ,
Anh còn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức qua các buổi tập huấn, học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp, cũng như tìm hiểu qua sách báo để nâng cao trình độ chuyên môn. Mặc dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng hiện tại anh vẫn đang theo học khóa đào tạo siêu âm của trường Đại học Y Vinh. Với quyết tâm không ngừng học hỏi, cộng với năng lực chuyên môn được tích lũy, nhờ vậy mà kiến thức về nghề y của anh ngày càng được nâng lên. Với lối sống giản dị, hòa nhã, luôn nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn, cũng như thái độ ân cần, niềm nở với người bệnh, anh luôn được bà con tin yêu, đồng nghiệp mến phục. Cô là già rồi, nữa là đến trong là trong xã xin thuộc là khám bệnh, mà nữa đi là vì đau khớp vai, đau toàn thân, rồi là đi là đến nhân viên là trong xã cũng là nhiệt tình, mà bác ý bác Lam cũng tận tình giúp cô. Cô đến một tháng vài lần để khám chữa bệnh cho khỏi, vì cô nhiều tuổi rồi, đến 80 tuổi rồi. Chính từ sự nhiệt tình, luôn đối xử hòa nhã, tận tâm chữa trị để phục hồi sức khỏe cho người bệnh một cách tốt nhất, anh đã trở thành tấm gương sáng trong trạm y tế để cán bộ, nhân viên học tập và noi theo, góp phần quan trọng đưa trạm y tế xã Đức Lĩnh trở thành một trong những trạm y tế tiêu biểu đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện. Với sự năng động trong công tác quản lý, điều hành công việc của một người trạm trưởng, sự tận tình của một thầy thuốc, năm 2012, bác sĩ Nguyễn Xuân Lam vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen về công tác tiêm chủng cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhiều giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện vì đã có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Năm 2008, Trạm Y tế xã Đức Lĩnh được công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1. Tập thể trạm được Bộ Y tế tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2014, trạm đã đạt chuẩn Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế cơ sở. Thành quả đó có phần công lao không nhỏ của bác sĩ Nguyễn Xuân Lam, người trạm trưởng luôn hết mình, tận tụy vì công việc. Đồng chí Nguyễn Xuân Lam là một đồng chí như vậy là quá trình làm người trưởng trạm như vậy là đồng chí rất năng nổ. Về phân công các cái nhiệm vụ cho nhân viên hàng ngày trực để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thứ hai là về công tác trạm trưởng như vậy là đồng chí là luôn có nhiều cái ý kiến, rồi là những cái tham mưu chính xác kịp thời để rồi là cùng với địa phương xã nhà là xây dựng cái trạm ngày càng được phát triển hơn, nhất là tạo mọi điều kiện để cùng với địa phương xã nhà là đạt được cái tiêu chí y tế năm 2015 này. Đến thăm anh vào những ngày giáp Tết, vẫn thấy anh lặn lội đến thăm khám cho những người không đến được trạm. Chúng tôi thực sự cảm phục trước tấm lòng và trách nhiệm của anh. Anh thật xứng đáng với danh hiệu lương y như tử mẫu. Chiều ngày 27 tháng 2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức giao lưu văn nghệ, học tập chính trị, nói chuyện truyền thống cho thanh niên chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2015. Đến dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các ban ngành đoàn thể. Theo đó, các tân binh đã được quán triệt những nội dung cơ bản luật nghĩa vụ quân sự, nghe các cựu chiến binh kể về những trận đánh mà mình tham gia, cũng như những trận chiến đấu kiên cường bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta, đồng thời đã cùng giao lưu văn nghệ, hát vang những ca khúc hay ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và tinh thần chiến đấu của những người lính. Qua đó đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say lên đường nhập ngũ. Năm nay, huyện Vũ Quang được giao 30 tân binh lên đường nhập ngũ ở các đơn vị, Sư đoàn 968 và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh. Hiện nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã hoàn thành quá trình khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện. Kết quả 64 trên 70 thanh niên trúng tuyển đạt 91,4%, trong đó có 3 thanh niên có trình độ đại học cao đẳng. Trong không khí đầm ấm thân mật của buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã gửi gắm niềm tin tưởng sâu sắc, mong muốn các tân binh sẽ ra sức thi đua phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội giao phó, góp phần tô thắm thêm truyền thống cách mạng vẻ vang của các bậc cha anh và của quê hương đất nước. Xin chuyển sang các thông tin quan trọng khác.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng ngày 21 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết âm lịch, các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm và chúc Tết các mô hình kinh tế và cán bộ đảng viên cao tuổi trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm và chúc Tết các tổ hợp chăn nuôi lợn liên kết quy mô vừa và nhỏ ở xã Sơn Thọ, xã Hương Điền và mô hình chăn nuôi lợn quy mô 1.200 con của anh Mai Xuân Hạnh ở xã Sơn Thọ. Tại các điểm đến, sau khi nghe chủ các mô hình tổ hợp báo cáo kết quả chăn nuôi trong năm 2014 và định hướng phát triển sản xuất trong những năm tiếp theo, lãnh đạo huyện vui mừng phấn khởi trước sự phát triển của các mô hình, đồng thời mong muốn chủ các mô hình tổ hợp tiếp tục nỗ lực phấn đấu phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao giá trị kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các đồng chí lãnh đạo huyện khẳng định, những kết quả đạt được của các mô hình kinh tế là điểm nhấn quan trọng để mọi người học tập và làm theo, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế huyện nhà ngày một đi lên, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Cũng nhân dịp này, các đồng chí Phạm Hữu Bình và Phạm Quốc Thanh đã đến thăm và tặng quà cho các đảng viên cao tuổi ở xã Sơn Thọ, gồm ông Nguyễn Hiếu, ông Phạm Ngụ, ông Lê Đức Thái và ông Nguyễn Như Hy. Cùng với tặng quà, các đồng chí lãnh đạo huyện chúc các đảng viên cao tuổi sống vui sống khỏe, phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên, đi đầu trong thực hiện các phong trào, góp phần xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Trong không khí ấm áp của ngày đầu năm mới Ất Mùi 2015, chiều ngày 24 tháng 2, tức mùng 6 Tết, các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi thăm chúc Tết các gia đình tại xã Hương Thọ. Các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm chúc Tết gia đình giáo dân tiêu biểu Nguyễn Văn Khôi, Bí thư chi bộ thôn 6 xã Hương Thọ và gia đình ông Phan Chí Nhượng, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện. Tại các điểm đến, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi, chúc các gia đình bước sang năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình để giáo dục con cháu, đồng thời tham gia tốt các phong trào của làng xóm, địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no. Các gia đình cũng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo huyện và hứa sẽ nỗ lực hơn nữa trong xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng quê hương, xứng đáng với niềm tin yêu mà các đồng chí lãnh đạo huyện đã dành cho. Thực hiện quyết định số 2027 ngày 31 tháng 10 2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt phương án chuyển đổi chợ, chiều ngày 27 tháng 2, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ tổ chức cuộc họp xét công nhận giao doanh nghiệp quản lý, kinh doanh, khai thác chợ thị trấn Vũ Quang. Đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Nguyên Lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn cùng chủ trì hội nghị. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và của tỉnh về việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ sang tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã, thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng các phương án, kế hoạch, thành lập ban chuyển đổi, phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Hương Đại, thị trấn Vũ Quang, đồng thời tổ chức thông báo đăng ký đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ, qua đó tổ chức xét chọn nhà thầu có đủ cơ sở, năng lực, đảm nhận. Tại cuộc họp, Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã thống nhất chọn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà làm quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Hương Đại, thị trấn Vũ Quang, đồng thời xây dựng và quản lý lò giết mổ tập trung tại đây. Việc đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Hương Đại nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và từng bước thực hiện xã hội hóa đối với các hoạt động của chợ, thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư, tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời duy trì, nâng cấp và đầu tư phát triển chợ, cũng như giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự tại trung tâm đầu mối của huyện nhà. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chỉ đạo đơn vị đã trúng thầu phải xây dựng phương án thực hiện cụ thể để trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt. Các phòng ban chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhà thầu triển khai thực hiện dự án đúng thời gian quy định, đồng thời tiến hành đánh giá tài sản chợ cũ để bàn giao cho doanh nghiệp nhận thầu. Đây được coi là chính sách hỗ trợ dành cho doanh nghiệp. Bên cạnh xây dựng mô hình quản lý, kinh doanh chợ, thì doanh nghiệp phải thực hiện các quy trình xây dựng lò giết mổ. Cùng với đó, tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh giết mổ tập trung, thực hiện nghiêm túc việc giết mổ tại điểm giết mổ đã quy định. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng ngày 23 tháng 2, tức mùng 5 Tết, huyện nhà đã tổ chức ra quân trồng cây đầu năm tại xã An Phú.
Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đình Sơn và một số sở ban ngành cấp tỉnh. Ở huyện có các đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Hà Văn Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Quốc Thanh, Bùi Việt Hùng, các phòng ban ngành đoàn thể cấp huyện và đông đảo bà con nhân dân xã An Phú. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân cũng như các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện đã có mặt tại trục đường trung tâm vào xã An Phú để tham gia Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dọc tuyến đường trung tâm rợp bóng cờ hoa, băng rôn biểu ngữ tuyên truyền. Không gian đó đã tạo nên không khí hồ hởi, phấn khởi và làm ấm lòng hơn cho mọi người khi tham gia trồng cây đầu xuân năm mới. Hòa chung niềm vui đó, hôm nay ông Đậu Đình Long, thôn 3 xã An Phú, cũng đã có mặt từ rất sớm để cùng bà con nhân dân tiến hành trồng cây xanh. Với ông, đây vừa là niềm vui, niềm tự hào, nhưng cũng vừa là trách nhiệm của một người dân đối với quê hương. Hôm nay, bản thân tôi cũng như người dân nhân dân xã An Phú đã hết sức phấn khởi ra trồng cây từ những người sớm, đã đưa xe dụng cụ và đã chở những cây đến để trồng. Thì tôi tin tưởng chắc rằng những hàng cây của năm 2015 này sẽ đưa lại một hình ảnh tươi đẹp cho quê hương An Phú trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Là địa phương được huyện chọn làm điểm phát động Tết trồng cây, An Phú xem đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, song cũng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Vì vậy, địa phương đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể và người dân ra quân đào hố, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết, sẵn sàng như cọc rào, dây buộc. Không khí càng sôi động hơn vào những ngày đầu xuân khi chủ trương đã được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. Vì vậy, chỉ sau 3 ngày Tết, người dân đã đào được hàng trăm cái hố dọc các trục đường chính. Năm nay, địa phương phấn đấu sẽ trồng trên 2.000 cây xanh, đảm bảo mỹ quan môi trường nông thôn mới. Tức là được sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân huyện và các ban ngành đoàn thể của huyện đã hỗ trợ địa phương xã An Phú chúng tôi thực hiện cái chương trình mục tiêu đời đời trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, là chúng tôi đã cho người và các huy động các tổ chức đoàn thể để làm các hệ thống bú để bảo vệ cái cây để đảm bảo cho trâu bò khỏi phá. Thứ hai nữa là đặc biệt trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ có một kế hoạch, đó là phát động toàn xã là trồng cây tất cả các cái tuyến đường ngõ xóm, các hội quán thôn để tạo ra một cái toàn bộ xã, tức là một cái hệ thống là cây xanh trên các trục đường chính. Để Tết trồng cây mang lại hiệu quả thiết thực, tạo cảnh quan môi trường nông thôn phù hợp tiêu chí nông thôn mới, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang đã chủ động trích kinh phí mua các loại cây như sấu, xà cừ, phượng để trồng, đồng thời giao trách nhiệm cho các địa phương, ban ngành, đoàn thể phải tổ chức trồng và chăm sóc chu đáo. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác chỉ đạo nên chỉ trong buổi sáng ngày mùng 5 Tết, huyện Vũ Quang đã trồng được trên 300 cây trên trục đường trung tâm vào xã An Phú. Bên cạnh phát động trồng cây lấy gỗ, năm nay huyện chú trọng việc trồng cây ăn quả, chủ yếu là cam bù, cam chanh. Công tác chuẩn bị trồng cây thì đã chuẩn bị ngay từ trong năm âm lịch. Một là chuẩn bị đủ cái số cây, hai là đảm bảo cây phải có chất lượng tương đối lớn, có bầu lớn để đảm bảo có thể là phát triển tốt. Cái thứ ba nữa là các cái loại cây mà huyện chọn là một là cây xà cừ, hai là cây sấu, ba là cây phượng và một số cái loại cây khác. Ngoài cả cái loại cây này thì huyện cũng phát động cái phong trào là trồng cây có hiệu quả kinh tế như trồng cam, trồng chanh và các cái loại trồng cây ăn quả khác. Trong cái kế hoạch trồng cây thì một là chọn những cái đoạn đường mà để xây dựng nông thôn mới. Hai là trong quá trình trồng cây thì phải tiến hành chăm sóc để đảm bảo cây phát triển tốt. Tết trồng cây đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, mở đầu cho phong trào trồng cây, trồng rừng hàng năm nhằm cải tạo môi trường sinh thái, phòng chống biến đổi khí hậu. Đối với huyện miền núi Vũ Quang, trồng cây xanh còn là điều kiện giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan ban ngành đã rất tích cực và thực hiện tốt công tác này. Sau những ngày vui Tết đón xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân các địa phương trong huyện đang ra đồng tập trung chăm sóc hoa màu vụ xuân. Vụ xuân năm nay, bà con nông dân trong huyện gieo trỉa 640 ha lạc, 350 ha ngô. Để đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng, huyện đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn quy trình sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân, khai thác hết quỹ đất, sử dụng các bộ giống có phẩm cấp cao, khả năng sinh trưởng phát triển tốt,
như lạc L14, L23, V79, ngô, CP999, CP3Q, MX2, MX4, VN2. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo nên phần lớn diện tích hoa màu đã được bà con nông dân gieo trỉa trước Tết Nguyên đán, hiện đang phát triển khá tốt, có từ 5 đến 7 lá và chưa xuất hiện sâu bệnh phá hại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nhân dân trong huyện đang tập trung ra đồng làm cỏ, xới sáo và bón thêm phân đạm cho cây sinh trưởng và phát triển. Bên cạnh tập trung chăm sóc lạc và ngô, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc 1.258 ha lúa vụ xuân. Sau những ngày vui Tết đón xuân, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nhân dân xã Sơn Thọ đang tập trung chăm sóc, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây ăn quả. Trong những năm gần đây, nhờ có các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh, của huyện, cùng với phát huy tốt lợi thế vườn nhà, vườn đồi, nên đến nay, xã Sơn Thọ đã trồng được 130 ha cây ăn quả, chủ yếu là cam bù, cam chanh và chanh, trong đó có trên 60 ha đã cho thu hoạch. Năm 2014, từ cây ăn quả, bà con nhân dân trong xã đã thu về trên 9 tỷ đồng, qua đó đã góp phần giải quyết công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế gia đình, địa phương phát triển. Phát huy kết quả đạt được, xã Sơn Thọ đang tiếp tục vận động, khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích, đưa cây ăn quả trở thành chủ lực trong phát triển kinh tế của xã. Sau kỳ thu hoạch quả vừa qua, hiện tại các loại cây ăn quả đang trong thời kỳ ra hoa. Để tăng khả năng đầu quả cũng như chất lượng quả, bà con nhân dân đang tranh thủ xới cỏ, vun gốc, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ không để sâu bệnh phát sinh gây hại. Thông tin cuối. Hòa chung trong không khí vui tươi phấn khởi của năm mới, sáng ngày 25 tháng 2, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao tổ chức giải kéo co toàn huyện năm 2015, đến dự có đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã, thị trấn. Tham dự có 17 đội nam, 11 đội nữ, đến từ các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn. Giải được chia làm hai bảng nam và nữ, thi đấu loại trực tiếp để chọn ra các đội nhất, nhì và ba. Với tinh thần đoàn kết, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, ngay sau lễ khai mạc, các đội đã bước vào thi đấu hết mình, tạo ra nhiều trận đấu hấp dẫn, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải, đội kéo co xã Hương Quang giành 3 giải nhất, nam nữ phối hợp, giải nhì nam thuộc về đội xã Sơn Thọ, nữ xã Hương Điền, nam nữ phối hợp xã Hương Minh, đồng giải ba nam đội xã Đức Giang, Ân Phú, nữ đội Đức Liên, Sơn Thọ, phối hợp nam nữ xã Sơn Thọ, thị trấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái, kính chào và hẹn gặp lại.